Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor Hitachi, thương hiệu điện cơ danh tiếng của Nhật. Công suất 0.37 kW, 0.5 HP, 0.5 ngựa. Loại chân đế. Tốc độ động cơ là 4 pole 4 cực điện. Có đường kính trục là 14mm. Chốt cavet là 5mm. Tem sản phẩm, ký hiệu như sau. Tốc độ động cơ là 1420 vòng trên phút. Dây đồng chất lượng quốc tế. Cấp chịu nhiệt là cấp F. Sử dụng điện áp 3 pha 380V. Dòng điện ampe định mức là 1.2A. Hệ số bảo vệ bụi và nước là IP55. Chế độ làm việc liên tục S1. Hoạt động được 24 giờ mỗi ngày. Mã khung vỏ động cơ là 71. Trọng lượng của motor là 8kg. Sau đây là cấu tạo bên trong của hộp cực điện motor Hitachi. Để vận hành động cơ Hitachi, chúng ta nối 3 đầu dây 3 pha 380V vào 3 đầu ra của motor để vận hành. Sản phẩm chính hãng được cung cấp bởi kho hàng Minh Motor, công ty động cơ điện nhâm tốc lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều loại công suất khác từ 0.5 HP đến 20 HP. Sau đây là một trong những kho hàng của công ty Minh Motor. Đây là chứng chỉ chất lượng sản phẩm, đạt chuẩn xuất khẩu châu Âu.